Kính thưa quý vị, vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 2018, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Vatican, trong nguyện đường kinh sĩ đền thờ Cappella del Coro, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ tế thánh lễ đưa chân Đức cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Di ảnh của Đức cố Tổng giám mục Phaolô hiện diện trong thánh lễ. Linh cữu của ngài hiện đang được hoàn tất thủ tục để đưa về Việt Nam vào đầu tuần tới. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng Phaolô. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Canterò in eterno la misericordia del Signore. Cantare in eterno la misericordia del Signore è riconoscere e manifestare che Dio, nostro Padre, ci ha fatto dono della salvezza con la morte e risurrezione del suo Figlio Gesù Cristo. Animato da questa certezza della nostra fede, saluto con affetto tutti i vescovi, a cominciare dal Cardinale Gnon, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i laici vietnamiti e gli amici convenuti in questa Cappella del Coro per celebrare l'Eucaristia in suffragio di Sua Eccellenza, Monsignor Paul Bùi Văn Đọc, Arcivescovo di Ho Chi Minh Ville, che improvvisamente è partito per la casa del Signore lo scorso 6 marzo, mentre era in corso la visita ad Limina Apostolorum. Ringrazio Monsignor Cilin, Arcivescovo di Hue e Presidente della Conferenza Episcopale Vietnamita, per il cordiale invito rivoltomi a presiedere questa celebrazione eucaristica
e rinnovo a lui, ai vescovi, ai familiari del vescovo Van Gogh, ai presbiteri, alle persone consacrate dell'arcidiocesi e a tutta la Chiesa in Vietnam la mia vicinanza spirituale e le mie condoglianze. Xin trân trọng cảm ơn Đức Tổng Giuse Chilinh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời tôi đến đây để chủ sự thánh lễ của mình. Đức Tổng Phao Lô Văn Đồng, tôi xin là được một lời gửi chào đến tất cả các linh mục, những người thân yêu của Đức Tổng và tất cả mọi tín hữu của giáo Phật giáo Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh trong giây phút này. Per un vescovo morire a Roma, dove riposano gli apostoli Pietro e Paolo, le due colonne della Chiesa, e una schiera di santi che con una fede incrollabile e una carità esemplare si sono spesi per la gloria di Dio a servizio della Chiesa e dei fratelli, non può essere che una grazia del Signore. Tôi muốn chào mừng được cả chiếc bè tè Roma này, nơi có thi hài của thánh tông đồ Phêrô Phaolô và biết bao nhiêu các vị thánh khác đã chết tại nơi này. Thì đây là một đối với một giám mục, đây là cũng là một vận mệnh. Auspico che i frutti del ministero episcopale di Monsignor Van Gogh permangano e che le sue buone opere rendano testimonianza di lode al Signore. Tôi còn mong là tất cả các công việc của Đức Tổng Phaolô sẽ còn tiếp tục và tất cả những cố gắng của Ngài sẽ đem lại nhiều ơn lành cho tất cả mọi người. E noi, cari fratelli e sorelle, invitati alla mensa della parola e dell'Eucaristia, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Invochiamo con fiducia la misericordia di Dio su di noi e sul vescovo Van Gogh. Và tất cả các anh chị em thân mến, chúng ta hôm nay thì là nghe lời Chúa và đi dân thân đây, chúng ta cùng nhau hợp ý để cầu nguyện và tâm và đức năng thống phó đồ và đồng lên Thiên Chúa. Chức sách khôn ngoan, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cảnh trong của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài đã được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong đồng và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua vùng trong. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được vui ăn. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no ấm. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bạch hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bạch hại các con, và bởi ghét thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy. Đó là lời Chúa. Chúng ta họp nhau đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho một người anh em giáo mục, một người thầy, một người cha yêu quý của chúng ta, Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Chúng ta muốn chia sẻ với nhau rất nhiều, nhưng trong bầu khí thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy để cho lời Chúa soi sáng cho chúng ta. Thật là tuyệt vời, trong thánh lễ này, lời Chúa lại cho chúng ta thấy các mối phúc thật. Các mối phúc thật mà càng tìm hiểu thì thấy rằng đó chính là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ngài là mối phúc thật, bởi vì Ngài đến từ Chúa Cha. Ngài chia sẻ cuộc sống với mọi người, và Ngài mở ra con đường cứu độ cho tất cả mọi người. Con đường đó Ngài gọi là mối phúc thật. Những gì chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm hôm nay đều gợi lên đời sống và sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài đã sống nghèo, Ngài rất bậc khiêm nhường, thậm chí có khi Ngài phải run sợ, Ngài đã đói, Ngài hiền lành, Ngài xây dựng sự hòa bình, Ngài bị bắt hại, Ngài bị kết án một cách oan uổng. Và không những thế, là con Thiên Chúa, là đứng cứu độ duy nhất trần gian. Ngài là bị sỉ nhục khi chịu khổ hình và đóng đinh trên thánh giá, nhưng tình thương lướt thắng tất cả sự hận thù, và Ngài đã mở ra con đường hy vọng, con đường đến với Chúa Cha, nguồn hạnh phúc đời đời. Không phải chỉ dành riêng cho Chúa Giêsu mà thôi, mà dành riêng cho tất cả những ai đáp lại lời Ngài, đi vào con đường đó. Ngài gọi là con đường thánh giá. Những ai muốn làm môn đệ của Thầy,
hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Và trong số những người môn đệ, Ngài lại nâng lên hàng bạn hữu. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu. Mà vì thế, kính thưa anh chị em, trong bầu khí thánh lễ hết sức là long trọng, trang nghiêm và sốt sắng này, chúng ta hãy dùng lời Chúa để rọi lại đời sống của một người anh em, người thầy, người cha của chúng ta, Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đồng. Tôi đã sống với Ngài gần 70 năm, hiểu Ngài nhiều lắm, yêu mến Ngài, trân trọng Ngài, biết ơn Ngài. Và khi nhìn lại cuộc đời của Ngài, dựa trên lời Chúa, dựa trên những gì mình hiểu được, tôi có thể chia sẻ với cộng đoàn ba điểm này. Điểm thứ nhất, mỗi phút thật mà Ngài đang hưởng bên cạnh Thiên Chúa, đó là Ngài luôn luôn là con người của niềm vui, của tin mừng, niềm vui thánh thiện. Nhắc đến Đức Cha Đạo, ai cũng thấy Ngài cười, Ngài vui. Ngài vui từ trong gia đình. Trong gia đình Ngài là niềm vui. Ngài là dấu chỉ ơn của Chúa cho gia đình. Trong giáo xứ, Ngài chơi với chúng tôi từ lúc còn bé. Ngài có những sáng kiến lạ lùng, và những sáng kiến đó đều đem đến niềm vui. Ai cũng phải cười, ai cũng phải vui. Và bởi vì Ngài là con người chiếu tỏa niềm vui. Rồi những năm tháng trong tiểu chức viện Thánh Giuse ở Sài Gòn, và sau này ở những cương vị khác nhau, luôn 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 chiếu tỏa niềm vui. Ngài đã từng nói với tôi, khi nào mình buồn thì dấu hiệu không tốt. Bởi vì con người của tin mừng, người môn đệ của Chúa, người đồng hình đồng giảng với Chúa, phải vui mãi. Vì không thể nào rao giảng tin mừng là tin vui mà khuôn mặt của mình thiếu vắng nụ cười. Tôi nhớ mãi và xin phép chia sẻ với cộng đoàn, ngày mà Ngài được Đức Thánh Cha John Paul đề nghị bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bình Thọ. Lúc bây giờ Ngài làm tổng đại diện giáo phận Đà Lạt, tôi làm cha sở nhà thờ chánh tòa, Đức Hồng Y Phêrô làm giám mục Đà Lạt. Đức Hồng Y Phêrô lúc bây giờ nói với tôi, chiều nay tòa thánh công bố cha đọc làm giám mục Bình Thọ. Tôi dâng lễ xong qua phòng Ngài, lững lờ gọi Ngài là Đức Cha hay gọi Ngài là anh như mình vẫn thường như thế. Hai người im lặng không nói với nhau điều gì. Tôi thấy khuôn mặt của Ngài nắng chiêu, và sau đó tôi nói, chúc mừng Đức Cha, chúc mừng Đức Cha. Khuôn mặt Ngài xúc động. Ngài nhìn tôi và nói, không biết tại sao lúc này mình bối rối quá, mình xao xuyến quá. Tôi nói, giống như Đức Mẹ khi sứ thần cao kính em đến loan tin vui, hãy vui lên khởi người đầy ơn phúc, Chúa ở cùng người. Ngài gật đầu và nói, đúng. Tôi hỏi, Đức Cha chọn khẩu hiệu chưa? Bây giờ Ngài tỉnh hơn một chút, và rồi Ngài nói rằng, mình có nhớ thời anh em chúng ta đi dùng lễ không? Lúc đó có biết tiếng Latin là cái gì đâu? Ad Deum Quae Laetificat Juventutem Mea.
Mình muốn chọn câu đó làm khẩu hiệu, bởi vì cả cuộc đời của mình, dù là một tín hữu, dù là một linh mục hay là giám mục, mình phải là con người có niềm vui, bởi vì như mẹ Maria không thể không vui khi được ơn Chúa, khi có Chúa trong tâm hồn của mình. Và tôi nói câu đó dài quá, làm sao ngài bảo bây giờ tiếng linh tinh của mình một người rất là giỏi, tiếng linh tinh bay đâu mất rồi, mình gắng thu lại một chút trước. Nghỉ hồi tôi nói Adium Laetitiae Mea, Chúa là nguồn vui của con, được không? Được, được, được. Đúng ý mình, đúng ý mình. Chúa là nguồn vui của con. Tâm hồn mình, trái tim mình không bao giờ vắng Chúa, và có Chúa là có niềm vui, như mẹ Maria trong buổi truyền tin. Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là Đức Thánh Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đồng là con người cầu nguyện, con người chiêm niệm. Nhìn khuôn mặt ngài có lẽ chúng ta không để ý đâu, nhưng ngài cầu nguyện rất nhiều, ngài chiêm niệm rất nhiều. Và cũng trong buổi chiều hôm đó tôi cũng hỏi thêm với ngài, như vậy khẩu hiệu thì có rồi, Chúa là nguồn vui của con, còn huy hiệu thì làm sao? Ngài nói không biết sao, đầu mình bây giờ nó sao, nó sao. Tôi nói Đức Cha đã dạy triết học, Đức Cha đã dạy thần học, Đức Cha đã dạy các bí tích, mà đặc biệt nhắc tới tên tuổi Đức Cha, có thể nói cả giáo hội Việt Nam cách chung và đại các đại chúng miền, các dòng tu cách riêng đều nói rằng ngài giảng về Đức Chúa Trời Ban Ngôi một cách rất là dễ hiểu. Đức Cha đọc là con người của Đức Chúa Trời Ban Ngôi. Ngài cười để nói đúng, đúng, đúng. Mà bây giờ lấy cái hình gì Đức Chúa Trời Ban Ngôi, mình nói trời đất ơi, chúng ta đã trao đổi với nhau rất nhiều về bức tranh của André Rublev. Bức tranh đó làm khẩu hiệu của mình. Để rồi một đàn mình phải vui, và đàn khác nữa mình phải chiêm niệm. Và mầu nhiệm Thiên Chúa Ban Ngôi, tất cả đều hướng về Thiên Chúa là Cha, cội nguồn của sự sống, cội nguồn của tình yêu, cội nguồn của sự sáng. Hiểu được điều đó nhờ Đức Giêsu, trong Đức Giêsu, với Đức Giêsu, và nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Và kính thưa anh chị em, tôi cũng không thể nào tưởng tượng được trong cuộc hành hương này, Đức Cha Anton của Đà Lạt ngày nay cho tôi biết hai cái chi tiết mà thú thật tôi phải khóc, vì không ngờ Đức Cha Phaolô, con người cầu nguyện và chiêm niệm tuyệt vời như thế. Khi đến hành hương Chủ nhật vừa rồi tại nhà thờ San Tommaso, nhà thờ tước hiệu của Đức Hồng Y Phaolô Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, trong lúc chúng tôi đứng ngoài chào nhau, nói chuyện này, nói chuyện kia, thì Đức Tổng Phaolô âm thầm tiến vào nhà thờ, quỳ bên tòa giải. Ngài xin tội, hình ảnh quá đẹp, hình ảnh tuyệt vời, hình ảnh của một giám mục quỳ xuống, không ai ngờ được, không bao giờ ngờ được, để xin tội. Đó là ý nghĩa của cuộc hành hương. Rồi ngày thứ sáu, ngày mùng sáu vừa rồi, 2 tiếng đồng hồ trước khi ngài ra đi, thì chúng tôi đã đến kính viếng nhà thờ Santa Maria della Scala, nhà thờ tước hiệu nơi có thi hài của Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier.
chúng tôi đã kinh biến, đã đọc kinh, đã chiêm ngắm. Rồi lúc bây giờ có lẽ Ngài cũng đã mệt. Ngài kiếm cái ghế Ngài ngồi rất lâu. Ngài lần hạ, chúng tôi ra về, cứ đi. Ngài lần hạ, bên Đức Hồng Y Francisco Xavier, kính yêu của chúng ta. Và rồi sau đó, có lúc tôi cùng bàn với Đức Hồng Y Phêrô, là một người anh, là một người bạn. Tôi thấy Ngài nó mệt mỏi lắm khi đến để thờ Thánh Phaolô, nhưng muốn nói rằng hay là để một vị khác chủ thế. Nhưng mà rồi Ngài cương quyết để mình làm. Và sau khi ban phép lành cho tất cả mọi người trong cộng đoàn ngày hôm đó, lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an. Ngài rời khỏi đền thờ, Ngài ra đi, rời khỏi mọi người, không một lời nào từ giã. Ngài thật sự để lại phép lành của Chúa cho tất cả mọi người. Con người cầu nguyện và chiêm niệm làm thế. Rồi điều thứ ba tôi muốn gửi lên với anh chị em, Ngài còn là hình ảnh của một môn đệ của Thánh Phaolô. Bởi vì tên thánh của Ngài là Phaolô, cho nên Ngài học với Thánh Phaolô để ra đi. Ra đi đến với mọi người, đến với những người nghèo, đến với những người vùng sâu, vùng xa, đến với những người chưa biết Chúa, đến với những người thậm chí chống đối Chúa. Ngài đã kể lại, không ngần ngại, bởi vì mình không thể nào đem tin mừng của Chúa đến cho những người mà mình không yêu thương. Mình phải yêu thương người nghèo, yêu thương những người ở vùng sâu vùng xa, yêu thương những người tội lỗi, và ngay cả yêu thương những người mà tự nhiên mình gọi là kẻ thù của Chúa, kẻ thù của Hội Thánh. Những điều đó thật là tuyệt vời. Giờ đây tôi sung sướng được kết thúc bài chia sẻ hôm nay, bởi vì tôi vẫn sợ tôi không thể nào nói cho hết được. Tôi xúc động lắm. Làm sao đối với Ngài như một người anh em ruột thịt của tôi. Ngài về cùng Chúa, và chắc hẳn giờ đây Chúa Giêsu đón tiếp Ngài, giới thiệu Ngài với Chúa Cha. Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho con thì con ở đâu, họ ở đấy với con để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Amen. Xin Chúa cho Đức Cha Francisco, các chủ trang trong giáo hội hoàng phủ cùng toàn thể cộng đoàn Hội Thánh được luôn trung thành với đức tin của Đức Thánh và đưa ánh sáng về Chúa Kitô cho toàn thể muôn loài. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho Đức Cố Tộc Giám Mục Phaolô sau một đời trung thành trong danh Chúa và phục vụ dân thánh trong sứ vụ của Ngài được chung hưởng niềm vui nước trời bên thánh nhà Chúa cùng mẹ Maria. Xin Chúa cho mọi người đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt các chủ trang thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, các thành viên Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma và mọi lòng thành trên thế giới đang hướng về đăng lễ này, được luôn tỉnh thức và sẵn sàng trước lời mời gọi trở về đầy tha thiết của tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Padre veramente santo, a te la lode ed ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, a
fai vivere e santifichi l'universo e continui ad andare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora preghiamo in mente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti amano, perché vedi il nome in corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare la tua presenza. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e gli disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la resa della tua venuta. Cho Tổng Giám mục Việt Nam, cho Tổng Giáo phận Sài Gòn.
và cho ân nhân, thân nhân, linh tộc cũng như huyết tộc thay lời cho tất cả. Trước hết, con xin được cảm ơn Đức Hồng Y Cúc Khánh đã chia buồn và nhận lời đến đây để chủ sự thánh lễ hôm nay. Nostro ringraziamento per la loro condoglianza e
tutte le facilità che hanno dato per queste due occasioni. Tôi xin cảm ơn tất cả các cha, các thầy, các sư thuộc Hội Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma, cũng như các cha, các thầy, các sư bạn bè do tình cảm đối với Đức Cố Giáo Mục Phổ Lô và đối với Giáo Hội Việt Nam đã đến đây để chia sẻ tâm linh cầu nguyện. Ringraziamo anche tutti i sacerdoti religiosi e religiose dell'associazione e dei sacerdoti religiosi benaviti, come pure tutti i sacerdoti religiosi amici per l'affetto che sono venuti in questa celebrazione a pregare insieme con noi. Nếu không có gì trở ngại hoặc phúc cho, thì ngày thứ ba tới đây, Đức thi hài của Đức Cố Giáo Mục Phổ Lô sẽ được di chuyển về trong Tổng Giám Mệnh Sài Gòn. Se tutto va bene in questo mercoledì, nel salva della sua eccellenza, Monsignore Volpo, sarà trasporto a Vienna. Lễ an táng sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, 17 tháng 3 tại trung tâm của Bộ Tổng Giám Mệnh Sài Gòn. La Santa Messa dei funerali sarà celebrata il sabato 17 di marzo alle 8 nel centro pastorale della Arcidiocesi di Saigon. Chúng ta phó thác đức cố tổng giám mục cho Thiên Chúa và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Một lần nữa xin cảm ơn. Affidiamo l'arcivescovo Paolo Cubata alla misericordia di Dio e continuiamo a pregare. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è il nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ooh.